Em có thể chia sẻ một chút là hiện tại cân nặng của em là bao nhiêu không? Bây giờ của em hiện tại là 127kg và 1m7. Vậy là cái tình trạng mà em bị bệnh béo phì đã lâu chưa? Thì nó khoảng 2-3 năm nay thì nó nhanh hơn mấy năm trước. Tại từ bé em cũng hơi béo. Thế nguyên nhân vì đâu mà trong khoảng thời gian 2-3 năm đó mà cái cân nặng của em bạn lên nhanh như vậy? Em không rõ. Chân tại ăn nhiều thôi. Ừ, tinh bột quá. Vậy thì em đã bị các bệnh lý đi kèm, ví dụ như là khó thở này, ngủ ngáy này, huyết áp, thì em bị những bệnh lý như thế nào rồi? Còn huyết áp thì em không rõ như nào, nhưng mà còn mấy kia thì là có, và có bị. Có bị hết đêm ngủ mình vẫn ngáy. Chị cũng biết được rằng sắp tới đây thì em cũng sẽ bước vào cộng thân. Vậy thì em có lời gì muốn chia sẻ đến các bạn mà đồng cảnh ngộ như mình hay không? Cảnh ngộ ngồi cố lên các bạn. Sau phẫu thuật 1 tháng, bạn ấy quay trở lại thăm khám. Bạn đã giảm được 15,5kg và sức khỏe hiện tại rất tốt. Thế nhà nhỏ hẳn gì nữa? Vâng, bụng bé đi. Bây giờ ăn uống gì mà thấy cái gì khó không? Khó khăn. Nó ăn vào ăn rất khó chịu. Nó khó chịu là nó no nhanh thôi. Thế là ăn quá phát mà nó lớn. Thế nó mới phát mày được. Đứng dậy bác xem mấy cái xe này. Chào hả? Bây giờ nó bé đi. Bé đi mát nhưng mà xong rồi con đi vết này bây giờ nó lấy lại. Chứ ngày trước là to ra nó căng hết cả lên. Nó không nhìn thấy mấy vết này đâu. Bây giờ nó giảm hẳn đi đúng không? Cái sẹo giống cũng liền tốt đúng không? Vâng, sẹo giống thì không. Và sau 10 tháng quay trở lại, bạn ấy đã giảm được 40kg. Hiện tại bây giờ còn bao nhiêu cân? Hiện tại còn 90 cân. Thế là con giảm được 40 cân rồi. Dạ vâng. Thế sau mổ nó cứ giảm đều như thế nào? Mấy ngày đầu còn giảm nhanh là mỗi ngày 1 cân nữa. Thì vợ là giảm 10 cân thì nó lại chứng lại một tí. Nhưng mà sau đến 25 cân thì nó lại chứng lại lâu hơn một tí. Cháu thấy người nó có mệt mỏi, khó chịu gì không? Hay là cảm thấy khỏe? Nó khỏe hơn. Khỏe hơn, vâng. Khỏe hơn trước mổ thật. Vâng. Và không ăn được nhiều nữa. Thế sau mổ xong thì cháu thấy nó có những cái thay đổi gì? Thứ nhất là cái cảm giác đói của cháu. Thứ nhất là thói quen ăn uống. Thói quen ăn uống thì là muốn ăn không muốn ăn được nữa. Mà ăn được một tí mà nó vẫn khỏe. Nó vẫn được bình thường. Thế là cái đấy là tốt. Thứ nhất khi mổ, sau khi mổ. Tức là cái khối lượng ăn của con nó giảm xuống được khoảng rất nhiều hơn. 70-80%. Ngày trước là con phải ăn được 3 gói mì. Bây giờ cái lúc mổ xong là con ăn được có không đến nửa cái. Còn bây giờ thì ăn được có một cái bánh mì ăn no. Thế cái thứ hai là con ăn ít thì con có thấy đói không? Tức là cái cảm giác đói nó ít hơn. Vâng. Tức là trước khi mổ thì thấy lúc nào đói và lúc nào thèm ăn đúng không? Vâng, cồn cào liên tục luôn. Lúc nào chỉ nghĩ ăn rồi, trong đời nghĩ ăn rồi. Nhưng mà xong về sau thì là bây giờ thì tinh thần thoải mái hơn, nó cũng tích cực hơn. Xong rồi thể dục thể thao nó tinh thần thoải mái hơn nhiều. Cháu có thấy cái cuộc mổ nó giá trị không? Có. Nó thay đổi hẳn. Vâng. Lúc trước cháu đến cháu ngồi ông bà quỳnh kia bây giờ tôi không cần phải ít đâu. Ngày trước lúc con bé con xem lại cái ảnh nhà của mình về đầy ức luôn, cả cái giường, cả cái giường chụp mũi mình nhìn ghê lắm. Sợ luôn nữa. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, giải pháp tối ưu cho người béo.